Cái này là bạn biết là cái bộ cảm biến nước và điều khiển bơm của chuyển dạng của cao các người dùng của Mỹ hay dùng của Việt Nam của chúng ta phần lớn các nước thì chúng ta dùng theo kiểu tốt như sơn mà rơi mà thấy cái con này là giả vậy. Thế còn cái cảm biến này đồ cảm biến nó là cái gì thì thứ nữa tôi chưa mở nhưng mà chưa biết đâu các bạn cũng biết rồi. Bây giờ công nghệ đã càng ngày bình đại, các bạn biết được cái thao thì nhiều mức nước ở trong cái lấy dặn đúng không? Đấy. Nó cảm biến có nhiều kiểu cảm biến khác nhau. Đấy, chúng đang mở ra, đang hiểu hoạt động hướng dẫn nó sử dụng trong những người để. Và cái này các bạn không quan tâm cần biết, chúng ta chỉ cần thử thôi. Cái là chúng ta bơm nước lại, và rồi chúng ta sẽ thử thêm từng lúc nó sẽ phản ứng của nó như nào để kiểm tra xem hoạt động của nó ra sao. Có đảm bảo cũng nhận công chúng ta sử dụng. Còn cái thử trên kia chúng ta cũng thế, đúng không? Chúng ta có thể kiểm tra nó bằng tức là thay đổi những nước để xem nó hoạt động như thế nào, đúng không? Cái còn kia là các cam an toàn, cam an toàn so kiểu kín kiểu cò và có được có chưa có không chưa đó là ở đây là có một cái một đống các cái nhiễm độ không biết đâu rồi không biết các bạn cất đi đâu rồi thì hôm trước anh có nói thì trên nó có chân chua đúng không nó sẽ đi các cái đồng sổ đó trong đó có cả hàng sử dụng. Thế còn đối với cái là nhiễm độ tàu nắp chân siêu hai bình thường bây giờ đang thì nó không đi trên cài. Là tôi là tức là khi mà xong thời gian sử dụng bóng này để đảm bảo an toàn có thể là bị mỏng hay bị này hay xây thì cũng có cái tay bóng đúng không ạ toàn bộ là như vậy. Đấy, bạn nào cần chụp hình ảnh cụ thể đấy là toàn bộ là các cái tài trợ của USA Hàn Quốc trang bị cho trung tâm huấn luyện quốc gia của chúng ta với số tiền khá lớn để cho chúng ta có những cái gì. Thầy có thể giới thiệu qua một tí về cái nguyên lý hoạt động của van an toàn cho anh em các một bạn thứ ba. Đây van an toàn thì hôm qua tôi nói các bạn rồi trong câu hỏi trả lời các bạn khi mà chúng ta áp suất chúng ta đúng không ạ? Mà của thiết bị chúng ta cần khống chế nếu mà áp suất nó tác động lên trên cái diện tích bề mặt của các cơ quan chúng ta nó thắng được cái lực của nó so với cái trên số thì nó sẽ đẩy nó tự động nó đẩy nó mở giải phóng cái áp suất đó thì lượng